Đất đã lo xong, giờ ông cứ thoải mái mà xây dựng. Cố xây càng nhanh càng tốt. Huyện lệnh yên tâm, tốc độ của chúng ta nhanh hơn nhiều so với trước đây rồi. Tới nay đã xây được 1.800 căn nhà rồi. Huyện hầu, giờ ngài là huyện hầu rồi. Nhanh như vậy đã thành huyện hầu rồi. Huyện lệnh, ta không huyện hầu, sao người làm được vậy? Thực ra cũng dễ thôi, xin huyện hầu chỉ giáo. Đầu tiên ông phải làm người tốt, tiếp theo phải biết cách làm người. Làm một người tốt, biết cách làm người. Huyện hầu nói chuyện của Nhiên cao thâm khó lường. Có lẽ tại hạ phải cần lĩnh ngộ mới hiểu được. Mình chỉ buồn miệng nói thôi mà ông ta tưởng thật à? Nói ra thì cuộc đời ban đầu của Lý Nghị Phủ cũng không phải là người tốt. Trong lịch sử cũng có nhiều đánh giá về ông ta. Nếu ông ta có thể làm người tốt thì hay, nhưng không làm được thì cũng không sao cả. Bây giờ xem ra, Lý Nghị Phủ này cũng rất có năng lực làm việc. Trong lịch sử ông ta có thể từng bước leo lên đỉnh cao cũng là có nguyên nhân cả. Chỉ là tính cách của ông ta không tốt lắm. Bản lĩnh chỉ có mỗi lời nhắc và tâng bốc mà thôi. Đi làm đi, cho người mang toàn bộ xi măng cùng vôi đến công trường. Vâng, mập này, 500 thạch khoai tây đều chuyển đi cả rồi à? Ta biết, Ngụy Vương Điện Hạ, đừng ăn quá nhiều bỏng ngô, nếu ăn nhiều sẽ béo đó. Một con năm. Đúng lúc lắm, 4 con 6, ngươi có hiểu phụ tử luân thường không đó? Bài của trẫm mà ngươi cũng dám tra ta. Trong khi chơi bài, không có cha con, không có anh em, câu đó là do ai nói vậy? Bệ hạ đã điều tra xong rồi. Nói. Kêu ngươi nói thì cứ nói. Ở đây đâu có người ngoài. Vâng, mật thám của chúng ta đã đến huyện Kinh Dương điều tra. Cổ thật hiện nay chuyện hôn sự của Lý Hà Nhân đang là việc lớn nhất của tất cả mọi người trong thôn làng ở Kinh Dương. Nói tiếp đi. Vâng, sau khi hỏi dân Kinh Dương thì họ đã không ít lần tìm những cô nương xinh xắn cho Lý Hà Nhân, nhưng Lý Hà Nhân đều không để vào mắt. Thật à, tiểu tử đó có tiêu chuẩn cao vậy ư? Cũng không hẳn là tại tiêu chuẩn cao. Lý Hà Nhân dường như trước giờ chưa hề có ý muốn lấy vợ. Vẫn có người không muốn lấy vợ ư? Người trong làng nói, Lý Hà Nhân bảo hắn ta còn nhỏ. Con nói cái gì mà ưu sinh ưu dục? Mọi người nghe xong đều không hiểu gì cả. Ưu sinh ưu dục? Đúng vậy, trẫm cũng từng nghe tin về Lý Hà Nhân, là một kẻ nổi tiếng ở Trường An. Con nói thơ của đứa trẻ đó là thiên hạ vô song. Hiện nay Lý Hà Nhân vẫn luôn né tránh chuyện này. Lo học nữ công đi, đừng có phân tâm. Trẫm đánh hết bài rồi. Đưa tiền nào. Khi nào thì con sẽ cho ta gặp tên nhóc Lý Hà Nhân kia. Rồi mối quan hệ không rõ ràng giữa hắn và Lệ Chất Nưa phải giải thích cho rõ. Đừng nói là phụ hoàng mình, mà ngay cả trẫm cũng nhìn không thấu Lý Hà Nhân. Rốt cuộc hắn ta là người như nào chứ? Con sẽ gả Lệ Chất cho Lý Hà Nhân chứ? Con chưa biết. Ta thấy con không cam tâm gả Lệ Chất cho Lý Hà Nhân thì có. Đây là cái thứ khoai tây kia. Ngươi nói bệ hạ thật sự đã ăn những thứ này sao? Mặt tướng tận mắt chứng kiến hoàng thượng đã ăn thịt lợn hầm với khoai tây. Cũng không biết có ngon hay không, nhưng dù sao bệ hạ và phương tướng cũng đã ăn rồi. Ngươi biết thứ này phải nấu như nào không? Nấu chín là có thể ăn được. Cách làm của Lý Hà Nhân là nấu canh. Chẳng lẽ tiểu tử kia thực sự trồng được lương thực trên đất hoang? Khoai tây này là được trồng ở vùng đất hoang đó. Năng suất mỗi mẫu khoảng 40 thạch. Năng suất mỗi mẫu khoảng 40 thạch. Thực sự có lương thực năng suất mỗi mẫu 40 thạch ư? Lý Hà Nhân nói vậy đó. Hơn nữa còn có lương thực năng suất cao hơn cơ. Thực sự có lương thực năng suất mỗi mẫu 40 thạch ư? Ngươi có tin không? Nếu là người khác nói có lương thực đạt 40 thạch một mẫu thì chính mẫu ta sẽ không tin. Nhưng nếu tiểu tử Lý Hà Nhân kia thì em là có thể đó. Vì sao? Vì tiểu tử Lý Hà Nhân kia là yêu nghiệt. Cũng không biết gần đây Trường An đã xảy ra chuyện gì nữa. Yêu phong cuồn cuộn. Yêu phong gì cơ? Rất nhiều nhà có con gái chưa xuất giá đều đang nghe ngóng về hôn sự của Lý Hà Nhân. Đáng tiếc Trình gia người không có con gái. Nếu Trình gia ta mà có con gái thì sẽ không bỏ qua cho tiểu tử kia đâu. Lý Hà Nhân, ngươi xem, ngoài sinh thần bát tự ra thì còn có cả tranh nữa này. Thật sao? Để ta xem thử. Cô nương này mặt hơi to, cô này thì hơi gầy chút. Huyện hầu Kinh Dương, con gái của Từ gia Trường An. Huyện hầu Kinh Dương, con gái của Tề gia thương hộ lớn nhất Trường An. Huyện hầu Kinh Dương, Trường An. Tiểu tử, con xem cô nương này thế nào? Nhìn qua là thấy cô nương này xinh đẹp tốt. Con nhỏ thì thở dài ít thôi. Con xem thử đi, thực sự là không tệ đâu. Đại bá xem dáng vẻ của Lý Hà Nhân đi, có phải hắn có tâm sự không? Xem ra tiểu tử này có tâm sự thật rồi. Vậy đại bá có biết vì sao Lý Hà Nhân lại có tâm sự không? Bởi vì Lý Hà Nhân đã có người trong mộng rồi. Thật ư? Chẳng lẽ Lý Hà Nhân thật sự phải lòng tiểu nha đầu kia rồi? Đại bá sao vậy? Cũng khó trách lâu như vậy rồi mà tiểu tử này vẫn không nhìn chúng cô nương nào hết. Tiểu nha đầu kia thoạt nhìn đã biết không phải con nhà tầm thường. Nói không chừng là con của giới quyền quý. Thậm chí còn có hộ vệ cầm theo kiếm nữa. Con mình cũng không dễ dàng gì mới phải lòng một cô gái. Nếu Lý Hà Nhân đã thích thì nói thế nào mình cũng phải rước được tiểu nha đầu kia về. Gia đình mình nghèo, sống khổ cũng thành quen rồi. Liệu người ta có chấp nhận không đây? Cha ngươi bị sao vậy? Lại chuyện gì nữa đây? Huyện hầu, hôm qua chúng tôi đã hoàn thành thêm 5 ngôi nhà nữa. Vất vả rồi, không sao đâu, cho dân làng nghỉ chưa đi. Đợi tối rồi làm việc tiếp. Như vậy thì sẽ chậm tiến độ mất. Thời tiết quá nóng, thời tiết như này thì sao làm việc nổi. Thời tiết năm nay đúng là nóng thật. Thuốc này là gì vậy? Thuốc giải nhiệt. Nếu ai đó bị say nắng, thì cho họ uống. Cũng có một số người bị say nắng không thể làm việc được. Cứ tạm dừng trước đi, đợi hoàng hôn hãy làm tiếp.
Chóng mặt à? Hay là đi tìm vài đại phu? Ông có biết mời đại phu thì tốn cái gì không? Tốn cái gì? Tốn tiền. Phàm là chuyện có thể dùng tiền để giải quyết thì ta đều không làm nổi. Lão sư, ở gần làng chúng ta đang có rất nhiều người bị đau bụng. Có đậu xanh không? Đậu xanh là đậu màu xanh đó. Đậu mà xanh, học sinh biết. Ở trường An có bán. Lúc nhỏ con có ăn rồi. Ông đến trường An mua đậu xanh, càng nhiều càng tốt. Đã rõ, hạ quan đã mua hết tất cả đậu xanh của mấy hàng ngũ cốc trường An rồi. Chỉ có từng này, tốt lắm, đem đi nấu canh. Đây là vị thuốc tốt giúp giải nhiệt mùa hè. Đã rõ, tại sao sau một đêm lại có nhiều người đau bụng vậy chứ? Bẩm bệ hạ, hình như nước sông có vấn đề. Bá thượng, vị thủy, cùng những vùng lân cận kinh dương đều có hiện tượng này. Lý Hà Nhân cũng gặp chuyện rồi ư? Chuyện này nói ra thì cũng lạ, sao lại lạ chứ? Người trong làng ai cũng có triệu chứng đau bụng. Một số người thậm chí còn bị nôn mửa và tiêu chảy. Nhưng chỉ có người dân ở huyện Kinh Dương là không sao. Lập tức phái thái y của trong cung đi kiểm tra tình hình. Đỗ Như Hối, ngươi đưa người đi kiểm tra nước sông xem sao. Vâng, dân làng đều nghĩ là dịch bệnh nên không cho họ vào làng. Người xung quanh Trường An đều bị như vậy. Trước tiên con đừng bắt họ đứng đợi ở bên ngoài. Ta sẽ đi xem bệnh cho họ ngay. Vâng, học sinh sẽ đi sắp xếp ngay. Bị bệnh hết rồi à? Con trai, cẩn thận dịch bệnh đó. Cha đừng lo, con tự có tính toán. Nói chung, nếu là do bệnh dịch hạch thì sẽ không có tình trạng đau bụng như này. Rất có thể là do vi khuẩn trong nước sông. Nhiều người cũng có chung triệu chứng thì tám phần là do nước sông có vấn đề rồi. Mình nhớ lúc nhỏ nếu bị đau bụng thì sẽ uống Barbazine. Chắc phải thử xem sao. Ông lão, nước ở đây có vấn đề, đừng có uống trực tiếp. Bần đạo tự nhiên biết không nên uống. Cậu bé, cậu là người Kinh Dương à? Trên người ông lão này có mùi hơi lạ. Chắc cũng lâu lắm không tắm rồi. Bên cạnh là huyện Kinh Dương, tôi sống ở đó. Cho bần đạo hỏi, các làng lân cận đều bị bệnh, tại sao người dân ở huyện Kinh Dương lại không sao? Bởi vì làng của chúng tôi biết giữ vệ sinh. Vệ sinh nghĩa là thích sạch sẽ. Chúng tôi không uống nước lã, mà uống nước đun sôi. Cho bần đạo hỏi, nước sôi là gì? Ông là ai? Sao ông lại hỏi nhiều vấn đề vậy? Bần đạo là Tôn Tư Mạc. Ông chính là tôn thần y người được giang hồ xưng là thần tiên sống ư? Chính là bần đạo. Thần tiên sống thì hơi quá, ta chỉ biết chút y thuật thôi. Một ông già từ đâu chui ra mà lại là Tôn Tư Mạc? Ta không tin đâu. Cậu bé, người vẫn chưa nói cho ta biết nước sôi là gì. Là nước được nấu sôi. Bần đạo sớm đã nói rồi, nước phải đun sôi thì mới uống được. Nhưng họ đều không nghe. Cậu bé, sao người biết nước phải đun sôi mới uống được? Vì trong nước có vi khuẩn. Vi khuẩn là gì? Đó là vi sinh vật. Vi sinh vật là gì? Lão già này phiền phức quá. Cậu bé, lúc nãy ở bên bờ sông người đã ngăn ta uống nước. Việc này là do người lớn căn dặn à? Chẳng lẽ người lớn trong nhà người cũng biết chữa bệnh sao? Cậu bé sao lại không nói gì rồi? Cậu bé ngươi vô lễ quá đó. Lâu rồi không ghé thăm Trường An. Trẻ con ở Trường An này càng lúc càng không hiểu chuyện nhỉ. Uống thuốc chưa? Trả ra làm sao? Lão già kỳ quái này đứng sau lưng mình từ khi nào vậy? Khi bị bệnh cần phải uống thuốc để trị bệnh. Bần đạo ghét nhất là cách làm. Cứ ngồi cầu mong thần linh chữa cho khỏi bệnh. Cậu bé, ở chỗ lão phu có ít thảo dược có thể chữa được bệnh này. Cậu có muốn dùng một chút không? Không cần, nhìn ngươi cũng không giống bị bệnh. Tía, sao không có gì? Trực tiếp đưa thảo dược vào miệng nhai luôn ư? Quá đỉnh rồi. Đại ngư, lão sư có gì sai bảo? Ta nấu thuốc xong rồi, con đem cho người bị bệnh uống đi. Thảo dược của mình hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng muốn đợi có hiệu quả thì cũng phải mất 2-3 tiếng. Nhưng sao thuốc của đứa bé này chỉ nửa khắc là đã khiến dân làng hết đau rồi? Cậu bé, bần đạo hỏi ngươi, ngươi cho dân làng uống thuốc gì vậy? Hoàng liên tố, đúng là chỉ có hoàng liên mới đáng như này. Hoàng liên có thể làm mát giải độc. Tại sao bần đạo lại không nghĩ ra nhỉ? Không ngờ cậu bé này cũng hiểu về y thuật đó. Ta không biết y thuật, ta chỉ có thuốc đặc trị thôi. Thuốc đặc trị là gì? Tại sao thuốc của ngươi lại có tác dụng nhanh như vậy? Ông già này lại bắt đầu nữa rồi đó. Bái kiến tôn thần y. Lão phu nhớ ngươi. Ngươi là Đỗ Như Hối. Bần đạo từng chẩn đoán cho ngươi. Không ngờ ngươi vẫn còn sống. Kỳ lạ, bệnh tình của ngươi không nặng hơn mà mạch còn ổn định hơn rất nhiều. Lý Hà Nhân, sao ngươi lại đi cùng tôn thần y? Ông ta thật sự là Tôn Tư Mạc. Cậu bé giờ ngươi đã tin bần đạo chưa? Ngươi trẻ tuổi cảnh giác cũng là tốt. Tôn thần y, ngươi này là thần y Kinh Dương Lý Hà Nhân, là người chữa khỏi bệnh cho tại hạ cùng hoàng hậu. Tôn thần y, chúng ta đã phát hiện ra rất nhiều thú săn ở thượng nguồn. Ai đó đã treo thú ở thượng nguồn sông, nên nước chảy xuống đã khiến mọi người đau bụng. Bây giờ đã xử lý rồi. Sau này, các ngươi phải truyền bá với mọi người nên uống nước sôi. Nước sôi là gì? Là nước được nấu sôi. Đã rõ, lúc đầu bần đạo từng báo các ngươi tuyên truyền việc uống nước sôi. Uống nước chưa đun sôi dễ bị bệnh, thì các ngươi không nghe. Ngươi xem người ở Kinh Dương đều không bị gì cả. Bọn họ của thật là hiểu biết. Tôn thần ý dạy phải. Hạ quan sẽ bẩm báo lại với bệ hạ. Dùng thảo dược này là có thể chữa khỏi bệnh.
Hoàng Liên cũng chữa được nhưng hơi đắt. Nhớ kỹ, hai ngày tới nếu uống nước thì phải uống nước sôi, tuyệt đối không được uống nước lã. Dù gì cũng là Tôn Tư Mặc nói, mình buộc phải nghe theo thôi. Tốt nhất là tập thành thói quen. Lần trước các người cứ không nghe bần đạo. Chúng ta xin ghi nhờ lời dạy của Tôn Thần Y. Tôn Thần Y sao ông lại nhìn tôi như vậy? Bần đạo hỏi ngươi, chính xác thì vi khuẩn là gì? Vi sinh vật là gì? Ông có thể hình dung nó như một loài côn trùng mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Thì ra là vậy. Lão sư, vị Tôn Thần Y kia cứ đi theo chúng ta. Tôn Thần Y không đi khám bệnh à? Bệnh này dễ chữa, chỉ có kẻ bất thù ở thượng nguồn là đáng hận thôi. Tiểu tử rốt cuộc người chữa bệnh cho Đỗ Như Hối kiểu gì vậy? Thuốc đặc trị là gì? Là thuốc chuyên trị một loại bệnh cụ thể. Vậy rốt cuộc là thuốc gì? Từng có một đạo sĩ Ngao Du đi ngang qua cửa nhà ta, ông ta thấy gần cốt ta kỳ lạ nên cho ta ít thuốc. Ông ta còn nói nếu ta không nhận thì sẽ đập đầu chết trước nhà ta. Một phần đã chữa khỏi bệnh cho hoàng hậu, một phần đã chữa khỏi bệnh cho Đỗ Như Hối. Vị đạo nhân kia từ đâu tới? Tìm không ra đâu, có lẽ giờ đã tu thành tiên rồi. Đáng tiếc, đậu xanh này đúng là có thể giải nhiệt mùa hè. Cậu bé ngươi thật thông minh, quá khen rồi. Ngươi có đồng ý làm đệ tử của bần đạo không? Không hứng thú, nghe nói bệ hạ nhiều lần mời ngươi làm quan nhưng đều bị từ chối. Tính cách ngươi của thật rất giống bần đạo. Tôi không có cốt khí đó đâu, chỉ sợ chết thôi. Ngươi nói sao cũng được. Bần đạo sẽ chờ một ngày ngươi làm đệ tử của bần đạo. Ta có một bộ não hơi chậm, em rằng không thể học được y thuật cao siêu của ông. Giỏi lắm, rất khiêm tốn. Ta còn thường xuyên làm biếng, là một đứa trẻ trung thực. Hơn nữa ta thậm chí không thể viết nổi chữ. Ngươi vẫn còn trẻ, giờ học lại vẫn còn kịp. Tay Tôn Tư Mặc này hình như không hiểu ý của mình thì phải. Sao mình càng nói càng trúng sở thích của ông ta vậy chứ? Sở thích của Tôn Thần Y này cũng lạ thật. Tôn Thần Y, Ngụy Vương Điện Hạ, Tôn Thần Y, cuối cùng ông đã đến Trường An. Bệnh của hoàng hậu đã đỡ hơn chưa? Bẩm Tôn Thần Y, sau khi nhận được thuốc của Lý Hà Nhân thì mẫu hậu ta đã lâu lắm không bị phát bệnh nữa rồi. Giờ bần đạo sẽ đi xem thử bệnh tình của hoàng hậu như nào rồi. Để ta đưa Tôn đạo trưởng đi. Tay Lý Thái An không ở không này cuối cùng cũng đi rồi. Tôn Tư Mặc cũng đi luôn rồi. Lần này Tôn Thần Y định ở lại bao lâu? Bần đạo dự định ở lại Kinh Dương, không định ở lại Trường An à? Bần đạo muốn nhận Lý Hà Nhân làm đệ tử. Thật đáng tiếc, bây giờ Lý Hà Nhân đã là đệ tử của Lý Cảnh rồi. Vậy thì có sao? Lý Hà Nhân là một đứa trẻ rất có thiên phú học y. Nếu chịu khó mài giũa thì thành tích sau này có lẽ cũng không thua kém lão phu đâu. Lý Hà Nhân nói năm đó hắn đã gặp một đạo sĩ và tặng hắn hai liều thuốc. Nếu Lý Hà Nhân không nhận, ông ta sẽ đập đầu chết trước cửa nhà Lý Hà Nhân. Thật đáng tiếc nếu đạo sĩ đó vẫn còn, thì có lẽ sẽ là đạo hữu cùng bần đạo luận bàn mọi chuyện rồi. Bệ hạ cảm thấy không khỏe ư? Mấy lời đó Lý Hà Nhân cũng từng nói với ta. Thật ư? Tiểu tử này ngay cả nói dối cũng tùy tiện. Cảm giác bị lừa dối này thật khó chịu. Tình trạng của hoàng hậu thế nào rồi? Nửa năm qua đã đỡ hơn nhiều rồi. Thuốc của Lý Hà Nhân rất tốt. Thánh tức còn đưa Tôn Thần Y tới Lập Chính Điện. Sao Tôn Tư mà không muốn ở lại Trường An mà muốn ở Kinh Dương chứ? Còn muốn nhận Lý Hà Nhân làm đệ tử. Chậm không giữ nổi Tôn Tư Mặc mà Lý Hà Nhân lại giữ được ư? Bài kiến hoàng hậu. Tôn Thần Y không cần đa lễ. Xin hỏi gần đây hoàng hậu uống thuốc gì vậy? Ngân hạnh, tỳ bà và một ít bạc hà. Thư y của Thái Y Viện từng kiểm tra, còn nói thuốc này không trị nổi bệnh gì cả nhưng lại có thể điều hòa cơ thể. Quả thực, nhưng nếu có ích thì vẫn nên dùng. Nhưng mà bần đạo thấy dược tính của tỳ bà là tính hàn, nên hoàng hậu hàng ngày nên ăn nhiều thức ăn nóng một chút. Bản cung sẽ ghi nhớ lời dạy của Tôn Thần Y. Đây lại là thuốc gì? Loại thuốc lúc này thì bần đạo có thể hiểu được, nhưng ống hít này thì bần đạo không hiểu nổi. Sau khi mẫu hậu dùng xong thì cũng không bị khó chịu. Bây giờ trường tồn hoàng hậu không còn gì đáng ngại nữa. Bệnh tình mà tới bản thân mình còn không dám chắc lại bị Lý Hà Nhân chữa khỏi rồi. Nghe đại ngư nói con đã chữa được bệnh cho người làng bên, chỉ là bệnh vặt thôi. Dù không đi khám bệnh thì cứ để vậy vài tiếng nữa ngày cũng sẽ khỏi mà thôi. Nghe nói Tôn Tư Mặc còn muốn nhận con làm đồ đệ. Ông ấy rảnh không có gì làm nên nói đùa thôi. Cha đừng nghĩ là thật. Cũng đúng, con xem cái tính của con thì sao Tôn Thần Y nhìn chúng con cho được? Có lẽ ông ấy già nên nhìn nhầm ấy mà. Chẳng lẽ Mập Địt cùng Tôn Tư Mặc quay lại rồi? Mập Địt sao người quay lại nữa rồi? Ta sao có thể bỏ mặc bạn bè không quản được? Cho nên ngươi sẽ ăn không ở không ở nhà ta tiếp chứ gì? Thực ra ta cũng không muốn, nhưng phụ hoàng bắt ta cấm túc ở Kinh Dương. Tiểu tử bần đạo thấy ngươi mở y quán ở Kinh Dương, nhưng y quán lại không có đại phu, bởi vì không ai muốn chỗ bé nhỏ này của ta. Nếu đã như vậy, bần đạo sẽ ở lại Kinh Dương này, rồi khám bệnh cho dân làng, cho đến khi ngươi sẵn sàng làm đệ tử của bần đạo. Thật sao? Vậy nếu ta bằng lòng làm đệ tử của ông thì ông sẽ rời khỏi đây ư? Thì bần đạo sẽ ở đây dạy y thuật cho ngươi. Ông già Tôn Tư Mặc này nhìn chúng mình điểm nào vậy? Trong nhà Lý Hà Nhân có một món ăn rất ngon, gọi là bánh nướng hoa quả.
Nếu có cơ hội, bần đạo cũng sẽ nếm thử. Huyện hầu, bên phía Bá Thủy hình như xảy ra chuyện rồi. Không phải quan phủ cho người tới khám bệnh rồi à? Còn gì phải lo lắng nữa? Không phải là chuyện nguồn nước. Hơn nữa giờ quan phủ cũng đã khuyến cáo nên uống nước sôi rồi. Là do trời nóng quá nên đã có người chết rồi. Người ở Bá Thủy cật lực làm việc, nhưng trời nóng quá nên lăn ra chết rồi. Chắc bị mất nước. Mất nước là gì? Trời nắng nóng thì sẽ đổ mồ hôi đúng không? Khi đổ quá nhiều mồ hôi, cơ thể sẽ bị thiếu nước, miệng sẽ khát. Nếu không uống nước thì sẽ bị mất nước. Là bị phơi cho khô nước à? Xem cái não không nếp nhăn của ông kia.